Xin kính chào hết đại chúng. Sau mấy ngày đi công việc, chúng tôi đã trở về nơi địa phương của mình cư trú. Coi như chuyến bay đi cũng như về rất an toàn. Bây giờ đã lại trở lại chỗ cũ mà cách 4 ngày trước. Tôi bắt đầu leo lên chuyến bay. Thấy không? Đây, cảnh quen biết của 4 hôm trước. Tôi đã trở về lại. Sau một ngày ngồi cũng vất vả thật. Đó. Thưa quý vị, thì tuy rằng phi trường coi nó vắng vẻ, nhưng mà không có một chuyến bay nào mà vắng khách xuống được. Không có chuyến bay nào vắng khách, rất là đông, chuyến bay nào cũng đầy hết rồi. Thì xuống lấy hành lý. Nói đi thì cũng nói lại, mỗi người nó có một cái tổ ấm ha. Đi đâu đi mà về cái tổ ấm của mình thì thấy nó có vẻ nó có một cái gì đó nó nó an ổn đó. Không biết nói là sao thôi vì ha. À, nó thôi thì mình thực sự là bữa nay khí hậu rất là nóng. Ở dưới này nó hơn 70 độ, giờ này thì xuống 68 độ, cho nên nó dịu rồi đó. Mấy hôm nay chúng tôi đi Hilton, Texas ạ. Rồi thì là coi như đã cũng xong một chuyến đi sau gần một năm rưỡi chúng tôi không có trở qua bên Hilton Texas. Cái gì rồi nó cũng trôi qua rồi, cái gì rồi nó cũng ra đi ha. Mới đi mấy ngày nào đó mà 4 ngày đã trở về chốn cũ. Khí hậu tuy nó vậy nhưng mà sao lại nó cũng mà ấm áp mà nó cũng nóng lắm quý vị à, chứ không phải lạnh đâu nha. Bữa nay bắt đầu khí hậu hơi nóng rồi đó. Hôm nay là các cái xe mà đón chiếc máy bay của tôi đi là 180 60 mà nhân với 3 là 180 hành khách. Một 180 hành khách đó thưa quý vị. Không có chuyến bay nào mà ít người hết trơn á. Nhưng mà có nghĩa là họ dồn các chuyến bay như vậy nên nó bay dồn dòng thôi. Chứ còn chuyến bay nào thì cũng đầy hết. Đâu thì cũng cụ bị mang về. Đây là cái chỗ không đây. Wow. Dạ có đi đồ gì nữa không? Có hai hành lý rồi. Như vậy thầy muốn con mượn cái xe nha. Thôi. Hay là con chạy xe ra ngay đây luôn. Dạ, chạy xe ngay đây đi. Dạ. Nha. Dạ. Lại đưa con lấy cái này luôn nha. Dạ rồi.
đậu đang đó. Giờ này là 6 là mấy giờ chiều ta? 6 giờ mấy chiều, 5 giờ mấy chiều, 5 giờ rưỡi chiều. 5 giờ chiều mà tối như thế này nữa rồi thấy không? Mùa này nó tối thâm thẳm. Mùa này nó tối thâm thẳm, mùa khơi đó. Đấy là đèn sáng rồi, chỉ nhưng mà thật sự là nó mau tối nó bằng gì lắm rồi. Mới 5 năm này rưỡi mà tối rồi. Nó bự hơn. Nhưng mà giờ nó yếu rồi. Ai cũng phải tới giai đoạn không. Yeah.
Bây giờ sức khỏe nó không còn như xưa mình mỗi người ơi. Hồi xưa đến mấy cái thùng này mà sao mà nó mạnh mẽ quá bây giờ không qua. Xưa lên sinh mạnh dạng lắm, rồi bây giờ chịu thua rồi. Thôi thì chào hết quý vị nha, coi như tôi đã an toàn trở về lại tới phi trường gần bên nhà mình rồi đó nha. Xin chào. Rồi sao hồi xưa mấy này lên nặng quá giờ ổn lên hết nổi đâu ơi. Trời ơi thôi. Kỳ quá. Mấy năm ông nhớ không? Rồi đi thử đến mấy thùng cũng sao. Bây giờ từ này nó yếu không rồi. Yếu hơn ông già rồi. Thầy ăn gì sáng chưa? Dạ, bánh mì từ sáng giờ tháo cải. Thầy có muốn ăn gì không? Không, về. Con đi lên. Về là khỏe nhất. Đi đâu không bằng về tới nơi khỏe nhất. Vâng, à? Đúng rồi. Dạ, thôi. Cái ổ chuột của mình là chắc ăn nhất. Dạ. Nghe biết sao không? Tại vì hồi sáng á, lo lên xe là lo nói chuyện rồi không có nói phi trường nào. Rồi thầy Khai á, ổng mới đưa lại ông phi trường. Rồi mà công nhận ông Mỹ nó thiệt, nó giải quyết thiệt là tốt nha. Lúc đó trời chớ mình đâu biết gì đâu mà mình đâu biết tiếng Anh mà đưa lại ông phi trường mà nó nói không hiểu. Biết rồi, còn hồi lúc đó thì ông đang đi chợ mà biết nói gì từ sao khiến dòm lại cái giờ Cali là cô Bích cũng vậy rồi. Là đã gọi cô Bích thì cũng nói nó lại ông phi trường. Chết và thầy cũng đưa cái phiếu của thầy cái vé của thầy ra. Cái phi trường là chữ I, chữ E, chữ H á. Vâng. À phi trường bút á. Dạ. Mà mình đã đưa lộn phi trường Happy. Nè hả? Rồi cái cuối cùng chuyện mà nó giải quyết á. Nên sao cho thầy bay được? Nó cho đi mà nó mới chạy là 2 tiếng nè. Ờ. Nó theo lẽ là đi về cái 5 giờ mấy rồi. Ủa? Về 4 giờ mấy chứ. Ôi mệt quá. Đi bóng ngày kìa. Thầy ăn này cho đỡ. Đúng rồi. Thầy ăn đi cho đỡ khó ngon. Thôi. Nóng quá, thầy bây giờ bữa nay nóng hả? Vâng, nay nóng. Nhà mình 6 mấy độ, 70 không là thầy. Để ăn, lấy ăn miếng. Thôi trọng ăn, không ăn, không ăn. Để cho vậy, thầy uống nước nha. Không, nước lạnh nha. Thôi giờ tới nhà tính. Có nước lạnh nha. Thôi, được rồi. Được rồi, giờ tới nhà luôn đi mất công thôi tiểu. Rồi mau tối quá ha. Đâu bệnh nó cũng nóng. Dạ, yeah, vì nó thì nóng rồi, đây đã sắp nóng rồi. Ghé yeah, thăm một vài Phật tử bữa qua nó cũng tối một trụng trễ. Rồi cái bữa nay cái cô Quảng Hương của sáng ra phi trường. Nó yeah. Gửi cái hình cũng ngày này luôn, 7 năm về trước đúng ngày này, thằng này tới nhà thăm cổ cũng mời tới đó. Thì cô chụp cái hình mà đúng 7 năm ngay ngày này luôn á. Thấy kìa. Rồi thấy thiệt là cảm động. Hai vợ chồng Hồng Hoa Hồng ghé thăm nói là tình thầy trò nay đúng 10 năm rồi nha. Nó không có phai nhạt. Vậy chứ quý lắm ở Mỹ mà 10 năm mà hồi đó nhớ giờ hồi xưa giờ. Thằng này đi đâu cũng gọi theo dõi đó, cũng như là dõi theo mình gọi là trên tựa Mỹ gọi là gì, có nghĩa là đi đâu cũng hay hỏi thăm và lâu lâu gọi là dõi cái chữ dõi đó. Theo chứ chữ theo dõi là khác phải không? Cũng vậy thôi, nhưng mà theo dõi nó nặng nề hơn. Theo dõi là cái kiểu mà mình đúng rồi, cho nó nặng nề chứ là khi như bắt anh cướp dạ yeah. Dõi theo là người bắt thì gọi là dõi theo cái là để ý cũng như có cái sự mà quan tâm vậy đó, dõi theo là quan tâm, còn theo dõi là chứ bắt buộc phải theo dõi công này không làm cái gì nha. Đúng rồi, hai cái đó hình sự đó nghe.
tôi đi thì trong mấy trái bưởi nhiều lắm. Thầy khai ông cúng quá trời mà ông bỏ xuống rồi bên bển đâu ai ăn đâu. Mà mua chi mà 10 đồng một trái, 7 đồng một trái ông cúng. Rồi thấy tiếc đó tôi hốt đại nhưng mà ông phải ăn sạch ăn lại ha. Ông ăn lại nó sẽ hư á. Dạ. Tại vì nó héo quá trời héo rồi. Rồi hốt đại cho ông với ông ba kệ. Tại với đệ chùa. Tại nó hư nó héo. Thế héo mình ăn héo ngon. Người ta ăn bữa là bữa vậy người ta chịu. À, quá trời trái cây sao thầy cúng cái gì mà thầy cúng quá trời luôn mà hỏi ông đổ xuống rồi làm gì à, chứ đâu mua gì nhiều đâu, mua mấy cái sườn non chai đó vậy mà hai thùng đó tại đi hôm nay thì mấy thùng đi hai thùng nhưng mà không có là không có đầy mới rinh không nổi nữa, hồi đó rinh 50 phao giờ rinh 30 mấy phao là thấy mệt rồi. Kinh vẽ hả? Kỳ lắm, thì từ vụ bệnh tới giờ nó xuống kìa đó. Nói chứ không phải là cũng nghẽo đâu. Rinh rồi nó mệt, nó muốn thở không rồi nó ho. Lên vi trường, lên máy bay mà nó ho kịch kịch rồi sao rồi. Thế thì thầy có cho mấy cái bánh chưng bánh chét gì không? Cho ai không? Có chứ. Rồi hết đâu? Ai ăn người ta cũng quan hỷ á. Rồi chắc kê tính đó thôi thì tình nghĩa, huynh đệ thì nếu cần thì mỗi năm mà tôi qua mấy cái ngày lễ chánh á. Rồi gói dùng số cho họ bán, có cái tiền cho chùa. Bán đừng có lời quá vậy đó. Thì ta bán được số nhiều. Chứ ai cũng nói trời bánh ăn được. Thôi không khen nhưng mà ăn được. Người này đây đâu tính tiền ai đâu phải không? Yeah. Rồi không phải không ạ? Phải tính thì tính, tính. Thì nhất định ăn được rồi. Thầy đi bình yên về được rồi, mừng rồi thầy. Mẹ đã mừng rồi. Chuyện gì tính sao? Ở nhà có thứ tự không? À, có một cái sư nó mời, nó cho thầy để nó cho thầy cái cạc á. Thì con chờ thầy về để mai mốt làm thì thầy con cho xong cái web pago đi đó. Dạ. Đừng thôi thầy, thôi thầy đừng thôi. Dạ, không rồi đừng nói chuyện đó. Ủa này mấy cô, có ai gửi đồ không? Cô có hả? Đâu có quà cáp không vậy? Không có quà cáp thì không có gì cả. Thì có cái không gì gửi thì không có tiền bạc gì hết. Dạ không, gửi thuốc men rồi chắc à, chưa. Không có gì thầy, không có gì thì cái gì cả. Thầy 3-4 ngày đâu có gì. Ngày nào có một kẹp thơ mà không có. Đổi cái điện thoại rồi nè. Tại sao vậy? Cái điện thoại kia nó hư rồi, nó thâu lại mình 200 đồng. Nó đâu là tôi hỏi ông nhớ là nên nói chuyện nó đâu có vơ, nó đâu có ai, nó mờ quá, nó hết hạn rồi đó. Nó đâu là 200 đồng rồi à, thầy khai quyết định là ông biểu là đằng này phải đổi cái xịn kia là nó không tôi sờ già xài được thôi chứ quá rồi về ông la quá trời ông nói ta hơi Quynh ơi một lần đổi lần khó tại sao Quynh tôi đâu có xài gì đâu mà đổi xịn đó cái giờ cái dừa thôi nè chứ bây giờ nó tăng tiếng hiện đại 13, 14 gì đó thôi. Tôi bù 200-300 bạc thì tính nó vậy đi. Tôi nói thà tôi bù với cái khả năng của tôi còn hơn thiếu nợ. Ví dụ bây giờ một cái xịn mình không có điều kiện thì mình phải ráng. Ráng rồi hoặc là mình không, nó cho mình thiếu nợ lại tháng mấy chục thôi nhức đầu đâu. Thà tôi trả nhức gì nè. Rồi nó mắc tôi cũng không tiếc. Về ông la quá trời, ông đâu đi được đâu. Ông cho Phật tử đưa đi á. Về cái ông nó đã đưa cái khai thịt cho đổi. Muốn Quynh đổi cái tốt cho Quynh xài mà tại sao Quynh vậy em đâu em muốn cũng vừa thấy không nhất khoát rồi trả tiền ông đàng hoàng chứ không có nhận mình là như tánh tôi nói là vậy đó là cái gì của tôi có điều kiện tôi xài không có điều kiện thì thôi không có bò quẹt thì thấy người ta lo cho mình rồi mình đi khỏi ông rồi chó chứ người gì thấy không yeah. Ông một hai ông được cái thẻ với cái giấy giảm thuế đó đi mua mà là nó không nhất khoát rồi trả tiền lại thôi bù có mấy trăm à. Cho nó rồi, cho nó về máy nó gọn không? Không thấy không? Nó gọn hơn cái máy kia. Ông ra ông la quá trời, nó không vậy. Mình có cái điều kiện mình xài vậy mà nó nhẹ lòng, không thấy không? Vậy. Chứ bây giờ tự nhiên lấy cái tốt, thiệt tốt rồi lấy tiền của người ta rồi xài cái vui không? Thôi, tôi giờ tôi tập những cái vậy đó. Vâng, cái đó là cái đúng là cái chu đó. Chứ phát thà mình xài cũ hơn, xài ít tiền mà xài bằng của mình, cái chính của cái đồng tiền mình có thể xài. Ồ, vô thêm mấy trăm bạc vậy thôi chứ rồi. Mà mai là cái điện thoại kia nó vừa hết hạn mới có 10 ngày à. Nó mới cho đổi đó. Thế hả? Là mình trả xong nó 10 ngày đó. Năm tây tháng 2 mọi giờ hôm bữa tôi đổi đây là 15 tây tháng 2.
Thôi giờ mình sống vậy nó khỏe quá vậy, tôi không, tôi lấy đồ của tôi xài á là ví dụ ai có cho tiền tôi mua, tôi giống tôi đủ khả năng tôi mua, không có vụ mà đi mượn người ta mua lấy xe rồi mua nó phiền lắm. Phải xịt mé thôi, phải xịt nổ. Thầy nói cái xe rịch đó 1000 mấy đó, mình mua cái xin đi. Rồi ông tưởng đâu mình đi mua thiệt nó không, cũng vẫn mua cái xe rịch đó cho mình trả tiền. Tại vì nó kè tôi cái giấy thế đó. Cái xe rịch chùa đó. Nó vậy cho nó rồi đó. Giờ ông về ông la quá, tôi nói tôi có xài gì điện thoại đâu. Chỉ có gọi nói nhắn tin với Facebook tôi giảng đạo thôi. Chứ có xài gì nhiều đâu mà xài chi cho nó hiện đại, chứ nó công mình nhức đầu nữa. Vợ chồng hỏi Hương mà nghĩ đấy, mày ơi tụi con bằng mày nữa, con muốn thỉnh thầy về là tất xịt, vợ chồng con lo. Nói không, nhất khoát rồi thôi để cho anh mày ở một mình mày một cõi nó nơi quê mùa chân giả yên tĩnh thì đi về cái chỗ tất xịt thì cũng như là thị thành rồi, cái chỗ đông người với là tánh thầy nóng nảy kia rồi khi bích lòng thôi, để tôi ở quê mùa thì tôi thích rồi. Nói đâu đấy là 10 năm nay mà tụi con thỉnh thầy không biết bao nhiêu lần, bây giờ nhà cửa có thì về. Nếu thầy ở chùa ở không thì con, tụi con lo nhà cho thầy cái cốc riêng rồi đó. Bây giờ tụi con lo cho thầy chừng nào mà thầy tụi con hết lo nổi thì như chị Hương thì thầy lo. Còn giờ tụi con làm được thì mỗi tháng tụi con lo tụi mới thôi. Giờ vậy rồi thì đừng có đứng. Đã hồi xưa tôi còn không nghĩ tới điều đó, với chuyện mà năn nỉ mấy lần tôi nghĩ tới hướng gì, bây giờ tôi có cái ham tôi rồi phải không? Hồi đó hai vợ chồng mà đang bị cút trong miếng đất ba mẫu mấy đó. Dạ, có làm, người ta có làm thầy. Rồi sao rồi nói nhà, rồi bây giờ năn nỉ nữa đó. Rồi dạ. Nói không, nghĩ khác. Thôi vậy đi, lâu lâu thì thầy trời gặp năm mà. Thì nói mời ông bà quá. Không còn trẻ đi làm đâu thời giờ. Dạ. Giờ giáo viên dạy học đâu có thời giờ. Thế hả? Con nghỉ lễ với thầy. Lễ lễ chúng ta còn hai đứa con đang học đại học được món lành mà. Không biết nhà cửa. Đó, đi chơi thôi chứ không phải đi à, đi biết, du lịch biết, đâu á. Biết rồi nhưng mà mấy người vậy là không có thời giờ, phải không? Vì vậy á hả? Rồi ta lo một cái giờ nó căng, thời giờ nó căng mã chứ không phải thời giờ như người trầm bừng chân bình thường. Rồi thứ nhất là chồng thì làm công việc, còn vợ thì làm giáo viên. Rồi mấy đứa con đi học đại học, con nghĩ xa nhà, có hai chồng với đứa con. Nói chứ có những người trước cái hoàn cảnh người ta rồi, chủ nhật đó thì ta đi chùa, ta tới những cái đạo tràng ta tu nữa. Không có cái thời gian, có mấy người mà ví dụ như về hưu, hoặc là người ta không có việc làm căn bản á. Khi mà giáo viên thì biết dạy, vừa dạy cái trường, vừa dạy có cái trường thêm nữa, cái trường tiên, trường tư nữa đó. Vâng. Bay trong cái tuồng là Trần Minh Khung Chú á, ông chuyện niệm hát nữa, thời nay nghĩa nhân muốn dánh. Thế xã hội mình gặp nhau mà vui lành lặn hết, hạnh phúc hết là mừng à. Còn giờ thấy thấy hơn thua đấu đá nhau, thấy tụng lông, thấy mệt mỏi à. Không, tôi giờ vậy tôi thấy tôi vui à. Đi qua bệnh á, kỳ này qua niệm nằm niệm bự, nằm niệm vừa ngon, nằm niệm kia mà sao tôi không ăn nữa. Tính tối xuân rác ngủ nhưng mà rác kia là gạch nó lạnh quá. Thế hả? Nóng nhưng mà gạch thì nó lạnh. Nó không có thảm. Ra ráng nằm ở giường chứ, nằm ở giường nhỏ mình nó quen rồi. Nằm ở giường rộng thanh thang nó cũng khó ngủ nữa. Niệm ấm chân im đâu phải hạnh phúc đâu. Nhiều khi nằm chổng tre, nằm hồi xưa người ta, người ông bà xưa đắp chiếu ha,
đủ đắp chiếu, đắp rơm, thì mà có khi nó trục trời có người sống nó đạo đức nó an nhàn. Mình hôm nay thì nóng chân im, đắp tơ, đắp lụa không à, nhưng mà sao thấy cái làm thầy cũng có tình thôi, chứ có làm thầy tình chỗ nào cũng được, cái này nằm đâu cũng được hết. Còn thấy quan trọng cái lòng thầy, đừng có nghĩ cái gì tình, đừng có lo lắng cái gì nữa đâu. Rồi bây giờ chuẩn bị tới nhà. Chào hết quý vị nha, tôi đã tới nhà. Đúng đúng.